Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với Cú Hải Chó Bản Địa Việt Nam. Thì hôm nay em sẽ review cho các bác một em sù Bắc Hà được cực kỳ VIP luôn các bác ạ. Đấy, con này là VIP nhất từ trước đến nay, từ lúc em biết chơi chó bây giờ. Trước em gặp một con cá thể sù Bắc Hà là một xuất sắc như con này luôn các bác nhá. Đấy, thì đây là một cá thể đực rất là đẹp. Đấy, em này là được hơn 2 tháng mà nặng 7kg các bác ạ. Đấy, em không biết đây là Bắc Hà hay là Ngao Tạng nữa. Đấy, thì em nói đùa vậy thôi. Đây là một cá thể dòng Bắc Hà, là Bắc Hà cổ đại ngày xưa đấy các bác ạ. Rất là to luôn các bác nhá. Mõm hộp này, chân tay to, chất lông thì miễn bàn luôn rồi. Đấy, đây là một cá thể sù cổ đại. Vẫn còn, nói chung là bây giờ thì rất là hiếm. Tìm được con sù nào mà khủng khiếp như này thì rất là hiếm nhá các bác nhá. Đấy, bé này là sù Bắc Hà trắng, trắng vàng đấy, bởi vì là Bắc Hà thì bây giờ tan nó cũng hơi vàng một chút, hiếm con nào trắng tinh nhá các bác nhá. Đấy, thì chân tay to cho kìa các bác kìa. Đầu rất là to, chỉ hơn 2 tháng tuổi một chút thôi các bác ạ. Đó. Các bác nhìn mặt này. Khiếp chưa này? Quá là khiếp luôn nhá các bác nhá. Đấy, chưa bao giờ em gặp một con Bắc Hà nào đẹp tuyệt vời như này luôn các bác ạ. Đó, rất là đẹp luôn các bác ạ. Mặt mõm vuông, mõm hộp. Đấy, chân tay thẳng. Rất là đẹp luôn anh em ạ. Đó. Mõm hộp này, rất là đẹp luôn này anh em này. Phê tê lê mê luôn các bác nhá. Đấy, bác nào bắt con này thì alo em ngay. Số điện thoại em là 0926883345. Zalo em là Hải đấy, thì là Zalo em là Hải, Zalo em cũng là số điện thoại 0926883345 các bác ạ. Đấy, các bác cùng ngắm này, đẹp chưa này, mê ly luôn này, lông bé 2 tháng đã có lông bờm cổ luôn này các bác này, lông lá này chất chưa, đấy cái lớp lông của nó này quá là khiếp luôn, trắng kem này thì quá là tuyệt vời nha các bác nhá. Em chưa kịp tắm đâu đấy, con này em mà tắm xong thì còn khiếp nữa các bác ạ. Đấy, giữ nó quên để quay xong hết ạ. À, giữ nó mới quay được cho dễ này. Lưỡi thịt đốm này các bác này, lưỡi đốm nha. Đấy, lưỡi đốm này. Lưỡi đốm này, đấy lưỡi đốm nha. Đấy, cà thì đủ 2 quả, bé tí như hạt ngô luôn, như hạt đậu luôn ở trong ấy các bác nhé. Đấy, giới tính được em xin nhắc lại một lần nữa, giới tính được cho các bác nhé. Rất là mê ly luôn. Em gọi con này là gấu luôn các bác ạ. Gấu. Đấy, bác nào kết gấu thì liên hệ với em. Đấy, cá thể này là một cá thể xuất sắc và rất là hiếm khi gặp được một con sù Bắc Hà nào mà size đại khủng khiếp như này nhé. Bọn em vẫn thường gọi là sù Bắc Hà cổ đại ngày xưa đấy các bác ạ. Đấy, các bác nhìn form dáng này, chất lông đầu thủ nó thì biết sao là trưởng thành là nó quá đẹp như nào luôn này các bác ạ. Đấy, đẹp quá các bác ạ. Đấy, bỏ tay ra đi coi. Rất là khiếp luôn các bác ạ. Quá là khiếp nhé. Đấy, bác nào bắt thì liên hệ với em. Ra đây xem nào. Vẫn còn nhát các bạn. Chó bản về vẫn còn nhát lắm nhỉ. Đó. Gấu trắng nhá các bác nhá. Em đặt tên con này là gấu trắng. Bác nào bắt gấu trắng thì liên hệ với em. Điện thoại em ở trên màn hình cho các bác là 0926883345. Quá là đẹp luôn này. Kệ nó. Chân tay rất là to này, đuôi bông lau nằm trên lưng luôn này các bác nhá, đuôi khóa trái nhá, đuôi bông lau đầu đuôi là khóa bên trái nhá các bác nhá, chốt ở bên trái luôn đấy, đó rất là VIP luôn này, đuôi nằm trên lưng này, quá là khủng khiếp luôn các bác, chân tay thẳng tắp luôn này, bác nào bắt thì cứ liên hệ với em, quá đẹp luôn các bác. Khiếp chưa này, quá là khiếp nha anh em ơi. Đó, rất là khiếp luôn này, bác nào bắt thì gọi em luôn. Gấu trắng này nuôi thì đúng là quá là tuyệt vời luôn các bác ạ. Rất hiếm khi gặp được một con Bắc Hà như thế này luôn nha các bác nhé. Quá là xuất sắc luôn ạ.
mặt này. Quá VIP luôn anh em ạ. Khủng bố quá anh em ạ. Quá là khủng bố luôn. Nhanh nhẹn này. Quá là đẹp luôn anh em ạ. Bạn nào bắt thì liên hệ với em ngay. Rất là vĩ à, mày bên đây sao lại mày ở đang quay mà lại ở sân thế này hả? Ai cho mày ở đây, ai hót cho mày hả? Phân đẹp luôn nha các bác nhá. Con nó to ỉa một tí hót đấy quá đây. Đồng chí này lấy xẻo cái hót đây, hót phân chó đi. Quá là đẹp anh em ạ. Bây giờ cũng chả biết bình luận kiểu gì nữa, bởi vì cún nó đã đẹp quá rồi. Chó nó đẹp thì không cần phải nói nhiều, nó vẫn cứ đẹp các bác ạ. Em chả biết là đánh giá kiểu gì nữa. Con này thì quá là tuyệt. À lại đi nghịch cứt. Nào. Nghịch vui. Thằng ngố này. Xuất sắc chưa? Đấy, bác nào bắt em thì liên hệ với em. Điện thoại em là 0926 883 345. Cua hải chó bản địa Việt Nam. Đấy em ship mọi miền tổ quốc luôn các bác nhé. Chất cực chất luôn anh em ạ. Chưa bao giờ con nào chất như con này luôn. Rất là đẹp nhé. Giá thì cũng phải chăng thôi các bác ạ. Cũng không đắt lắm. Đấy thì bởi vì là tiền nào của đấy mà các bác. Chó đẹp thì đương nhiên là tiền cũng phải đẹp một chút. Thì ủa em làm cái nghề này thì mới có bắt cơm bắt cháo, mua gói bỉm cho con này các bác ạ. Một phần là đam mê, một phần là đam mê thì cũng phải có ra cái để nuôi vợ nuôi con nuôi gia đình đấy. Rất là đẹp luôn này các bác ạ. Ui ôi không hình này ơi, rất là đẹp luôn anh em ơi. Đúng rồi, tay chân nó to bằng tay thằng em mình. To thằng em học lớp 8 rồi các bác ạ. Rồi đây. Bế lên còn bế hẳn hai chân đi rồi. Chiếc không? Ui dồi ôi. Các bác nhìn này. Chiếc chưa này. Trời đất quỷ thần ơi. Quá là đẹp luôn anh em ạ. Quá là đẹp luôn nhá. Đây này. Các bác không tin, bờm cổ này có bờm luôn này này. Hai tháng, hơn 2 tháng mà có bờm này. Lưỡi đốm này. Rồi tính đực. Đấy, thả xuống đây. Rất là đẹp luôn anh em ạ. Không chê vào đâu được luôn nhá. Đấy, bác nào bắt thì liên hệ với em nhá. Điện thoại em là 0926 883 345. Cú hải chó bản địa Việt Nam. Đấy, em xin kết thúc video tại đây. Chúc các bác xem video thật là vui vẻ. Hãy nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những video những chú cún đẹp nhất đến từ cua hải. Đấy, bác nào bắt cún thì liên hệ với em. Điện thoại em ở trên màn hình cho các bác đấy. Ok, em xin chào các bác.